Xin thân mến, kính chào tất cả mọi người đã đăng ký kênh Ngô Đức Tài Vlog tổng hợp. Và trong cái video clip này ngày hôm nay thì Tài làm cái video clip này nhằm gửi đến khách hàng mà đã yêu cầu bên Tài độ chế cái mạch Eco Reverb 5 volume ở bên mình vào. Thì thoạt nhìn qua chiếc mixer của hãng B-Way này thì mọi người nếu mà ai mà sử dụng trong những cái thời này thì sẽ biết rồi, nó thuộc về cái dạng cổ rồi. Nó liền công suất, và công suất của nó chỉ có một kênh và 150W. Thì những cái chiếc mixer này thì thường được sử dụng cho nhạc cụ, để mà người ta nghe được cái tiếng đàn của người ta. Và nó là mono nha. Thì nó vẫn có reverb, nó không có echo delay. Nhưng mà cái reverb của nó là reverb cơ, reverb cổ điển ngày xưa. Reverb này chỉ sử dụng cho bên nhạc cụ thôi, chứ nếu mà để chúng ta hát hò thì không được. Thì Tài có nhận độ chế lại cho khách hàng của mình. Thì không biết anh đang sử dụng với mục đích gì, nhưng mà anh yêu cầu độ chế vào cái boy echo reverb bên Tài 5 volume, nhằm để có tiếng echo delay và có tiếng reverb. Thì hình ảnh này thì bên Tài đã độ chế xong. Thì bây giờ hôm nay anh có xem video này thì Tài sẽ gửi đến anh cái video này để anh dễ sử dụng nó hơn. Thì cái boy echo reverb như thế này thì Tài đã độ ra cái mặt sau của nó rồi. Thì Tài sẽ quay lại cái phía mặt sau. Thì ở đây Tài đang cắm sẵn một cái loa vào rồi. Ở đây thì nó sử dụng là ngõ ra loa bằng jack 6 ly. Nhưng mà mọi người đừng nghĩ là nó sẽ là hai kênh nha. Ở đây nó chỉ có một kênh thôi, nó cho phép mình đánh hai loa là 4 ohm. Đó là mình một kênh mà nó ra hai lỗ rắc như thế này để chúng ta sử dụng hai loa luôn. Và công suất là 150W. Thì đây là cái phần nhôm giải nhiệt ở phía bên trong. Giải nhiệt cho sò. Thì cái boy cô thì nói chung là tìm được cái chỗ để mà khoan được lỗ thì nó rất là cực. Thì bây giờ Tài đã độ chế cái boy cô 5 volume vào đây cho anh rồi. Thì cũng có in sẵn cho anh một cái hàng chữ dán vào đây. Nhưng mà đa số thì mình chỉ việc chỉnh có một lần thôi. Chỉnh có một lần thôi. Tài vẫn đưa về phía trước, có chỗ để cho mình chỉnh reverb ở phía trước, tắt mở echo reverb. Còn này là mình chỉ gọi là edit. Mình chỉnh sửa một lần, mình nghe nó vừa ý rồi thì mình cứ để chết mặc định ở phía sau. Thì bao gồm ở đây sẽ thì có cái volume đầu tiên sẽ là gain. Và cái volume thứ hai nó sẽ là vừa là cái volume echo và nó sẽ là repeat luôn. Và đến volume thứ ba sẽ là delay. Và volume thứ tư sẽ là volume reverb. Và volume thứ năm sẽ là volume decay. Thì ở đây thì Tài đã chỉnh sẵn vừa reverb và vừa echo delay đã được chỉnh sẵn rồi. Thì Tài để mặc định nó như thế này. Còn về nếu mà tùy ý anh muốn chỉnh sửa thêm nữa thì anh cứ chỉnh để anh nghe thử, anh alo nghe thử. Rồi thì về cái phía mặt sau thì Tài cũng xin gửi một cái video vậy đến với anh ha. Thì bây giờ Tài sẽ về cái mặt trước. Thì ở đây Tài cũng đang cắm sẵn một cái chiếc loa vào rồi. Đây, đang cắm vào một chiếc loa bass 40 để sẵn phía trên đó. Thì bây giờ để máy lên cái chân quay rồi thử mời mọi người cùng nghe nha. Và anh cũng cùng coi để biết qua cái sản phẩm của mình. Đây, cho máy lên cái chân quay đó. Thật nhìn về tất cả những cái này, tất cả những cái line á, thì từ line 1 cho đến line 6 thì mixer này nó rất đơn giản, nó chỉ có là bao gồm là gain. Chúng ta có thể sử dụng cái jack đầu vào là 6 ly, hoặc là jack đầu vào là Canon, hoặc là jack 6 ly tùy ý. Và nó rất đơn giản, nó chỉ có gain và low và high. Và đây là cái volume mà chúng ta gửi cái tiếng mid khô của mình sang cái boy echo reverb này đó. Thì bất kể cái line nào anh muốn có echo thì anh chỉ việc vặn cái này lên. Tùy anh gửi nhiều thì tiếng reverb nó sẽ nhiều. Rồi, và về phần master thì trước đây của anh cũng đã Tài đã thấy có dấu độ chế rồi, nhưng mà nó không đạt vừa ý nha với anh như thế nào đó thì Tài không có biết. Nhưng mà bây giờ ở đây thì Tài cái volume reverb tổng này nè, là reverb tổng của cái mixer có công suất này. Thì bây giờ Tài đã đưa nó thành là cái volume reverb tổng của cái bộ của cái boy echo bên Tài đã lắp vào bên trong. Thì đã đưa cái volume này nó về đây. Thì đây là cái được gọi là cái echo tổng ha.
Thì chút xíu Tài sẽ thử cho anh xem luôn. Đây là sẽ là cái EQ tổng, còn ở đây là cái master tổng. Và ở đây thì cái này thì anh sử dụng máy là anh biết rồi, vặn sang đây nhiều. Cái này nó sẽ được gọi là tone, tone á. Thì cái này chúng ta vặn sang đây nhiều thì tiếng treble nhiều, và chúng ta vặn về phía bên này thì tiếng bass nhiều. Và chúng ta để ở giữa là cân bằng 50-50, bass với treble chúng ta cân bằng. Rồi nó được rất đơn giản là như vậy thôi anh nha. Đây rồi, để Tài sẽ cắm cái micro vào nha. Rồi cái volume master Tài sẽ đưa lên tầm là 12 giờ. Rồi đây là cái micro Tài đã cắm vào ha, dây ngắn thôi à. Rồi Tài sẽ mở cái gain này lên nè. Đây là gain của mic nè. Rồi đây. Cái mức reverb thì Tài đang để như thế này ha, cái mức mà gửi cái tiếng mic khô á. Và bây giờ chưa có mở reverb ở đây lên nha. Đó thì Tài đã thử mic khô nè lên. Lên 2, 6, 7 lên. Rồi giờ Tài sẽ mở cái reverb lên nha. Lên 2, 3, 4. Thì nó có cả cái đấy Tài đang chỉnh là có cả delay, có cả reverb ha. Đây, vặn lên tí xíu nữa nè, nghe cho nó thoải mái nè. Alo. Alo 1 2 3 4. Alo 6 7. Lên 2 3. Rồi ở đây tắt nữa ha. Nè, không gửi mic khô nè. Lên. Lên 1 2 3 4. Lên. Gửi nè. Alo. Alo 1 2 3 4. Và cái echo ở bên Tài á thì nó là CT. CT nó sẽ có chế độ là 3D và CT. Khi nhấn vào cái 3D thì nó sẽ có tiếng ping pong nó lặp lại trên hai loa, nhưng mà chiếc mixer này nó cái công suất nó chỉ có một công suất là mono. Cho nên là cái vấn đề mà ping pong đó là khi mà chuyển qua cái echo delay á, là sẽ không có được cái ping pong đó nha. Tại vì ping pong là nó phải có hai kênh, hai loa nó lặp đi lặp lại thì mới được cái ping pong đó. Rồi giờ Tài sẽ thử xuống cái hàng mic phía bên dưới. Sáu cái đường line này thì anh đều sử dụng được hết anh nha. Đều sử dụng gửi echo reverb đồ các thứ đầy đủ. Đây. Alo. Alo 1 2 3. Rồi gửi nè. Alo. Alo 1 2 3 4 lên 6 7 lên. Rồi ví dụ như bây giờ anh về anh muốn sử dụng tiếng bây giờ đây, tắt cái volume này là von echo này ha. Rồi vặn cái volume này xuống đó. Rồi vặn cái volume này xuống rồi thì bây giờ trở lên anh sẽ nghe có tiếng reverb không thôi nha. Này. Alo. Alo 1 2 3. Đó. Bây giờ chỉ có tiếng reverb không thôi nè. Không tiếng reverb nè. Lên 1 2 reverb. Alo. Alo 1 2 3 4. Alo. Alo 6 7. Lên. Lên 1 2 3 4. Lên. Rồi bắt đầu ví dụ như bây giờ tiếng delay, để nghe tiếng delay thì Tài sẽ vặn cái volume delay này lên đây ha. Rồi ở đây là cái volume của reverb, Tài sẽ vặn cái volume reverb trở lại đó. Rồi lên mặt trước để thử nha. Alo. Alo 1 2 3 4. Alo. Alo 1 2 3 4. Lên. Lên 6 7. Alo. Rồi bây giờ Tài sẽ vặn nó trở lại để mà giống như lúc ban đầu. Chúng ta sử dụng luôn cả hai bộ effect,
vừa là delay, vừa là reverb có luôn ha. Đây. Rồi cái volume decay này tải vặn cho nó dài cái tiếng reverb ra tí xíu nữa. Đó, là cái phần decay. Rồi, lên phía trước thử lại nha. Hello, hello, một, hai, ba, bốn, lên, sáu, bảy. Hello, một, hai. Rồi, này là tay tắt nha, tắt cái gì vậy? Lên, một, hai, ba, bốn. Hello. Rồi, mở lại nè. Hello, lên, một, hai, ba, bốn, lên. Rồi, thì cái video này Tài làm nhằm mục đích là gửi đến khách hàng của mình về cách sử dụng của nó. Thì vừa qua Tài cũng gửi đến anh về cách sử dụng. Thì sử dụng này thì bây giờ ví dụ như cái hàng trên này anh cắm một cây guitar vào đây để anh chơi guitar nữa. Thì anh không có muốn tiếng reverb thì anh chỉ việc vặn cái khóa cái phần volume reverb này lại, mình vẫn chỉnh bass rep bình thường. Rồi thì đến đây video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng. Thì trong video này nói chung là mấy hôm nay Tài làm mấy cái này nó hơi nhiều cho nên là sức khỏe nó hơi mệt, nó càng cổ nó bị khang cho nên là sẽ không có thử hát. Rồi thì đến đây video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây, và Tài sẽ liên hệ bên anh gửi lại cái sản phẩm này cho khách hàng của mình. Đến đây video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng, và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả mình vào những video lần sau. Xin thân mến, chào tạm biệt.